Suối Giao Kèo dài khoảng 10 km bắt nguồn từ chân núi Nhọn, sát khu xử lý chất thải Tóc Tiên tập trung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chảy qua hai xã Châu Pha, Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ rồi đổ ra sông Dinh, từ đó đổ ra biển. Theo phản ánh của người dân địa phương, nước ở con suối này thường xuyên đen ngòm, có mùi hôi thối khó chịu, có thể liên quan đến nguồn xả thải từ khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên. Sau khi nhận tin báo, ngay chiều nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã lập đoàn khảo sát khẩn trương xuống hiện trường kiểm tra. Đây là một trong những đoạn suối Giao Kèo mà Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khảo sát theo phản ánh của người dân địa phương về tình trạng ô nhiễm. Sau khi quan sát trực quan qua màu nước suối cũng như cảnh quan xung quanh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định chưa có dấu hiệu bất thường. Chính người dân phản ánh và chúng tôi cũng nhờ các người dân ở đây xem các điểm quan sát là như thế nào, thì nhờ người dân chỉ các điểm quan sát. Chúng ta đứng ở khu vực này, nó cũng rất là gần với khu 100 hectare Tóc Tiên. Chúng ta thấy là có cây hai bên, cây thảm thực vật rất phát triển rất tự nhiên, không có dấu hiệu gì để cho là có một cái tác nhân để gây ra cho cái làm thay đổi cái thảm thực vật hay là sự phát triển bình thường của cây cối xung quanh khu hai bên bờ. Tiếp tục khảo sát phía đầu nguồn suối, nơi kết nối với hệ thống cống xả của khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, lưu lượng nước xả ra không nhiều và cũng không có màu bất thường. Đây là cái miệng cống của khu xử lý tập trung nước thải tập trung khu 100 hectare Tóc Tiên đi ra. Đây là một cái cửa xả của nước thải sau xử lý. Thì chúng ta nhìn thấy là hiện nay họ đang vận hành. Thì chúng ta thấy rằng là các cái dấu vết để lại khu vực cũng chưa đưa ra một cái nhận định là bất thường. Đấy, chúng ta nhìn là thành cống rồi và cái nước ở khu vực, nhưng mà khu vực chúng đây chúng ta thấy là nước đang tù, thì cái nước tù thì cái những cái ván nổi đây là rong rêu là cái là điều đương nhiên rồi. Đấy là chúng ta vì nó không chảy thì nó tù dưới tác động của ánh sáng, còn là nó sẽ sinh ra rêu, và khi nước tù đó là cái nguyên tắc quy luật của nó. Và chúng ta nhìn thấy là cái cống này hiện nay vẫn đang bình thường, nước vẫn chảy ra nhưng mà chưa thấy có dấu hiệu cho rằng nếu như họ xả thải mà nó vượt chuẩn, nước ô nhiễm thì chúng nó sẽ dấu vết sẽ để lại và rất lâu mới phai được cái dấu vết đó. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trong các điểm khảo sát có một điểm nước màu đen kéo dài chừng vài mét. Tuy nhiên xung quanh khu vực này lại không có bất kỳ cơ sở sản xuất nào, nên Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Môi trường, các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân của tình trạng nước suối Giao Kèo có màu đen và mùi hôi như phản ánh của nhân dân ven suối Giao Kèo.